Vậy thì tóm tắt ít lời là thầy giải ngắn gọn thôi. Trong giáo lý của ngài, âu diệt chủng có hai phương tiện, một là coi chừng giống nồi, chúng ta nếu không tu là mất hết cái giống hồng lạc, hay chúng ta không tu mất hết cái giống Phật tánh của mình. Mà mất hết cái giống Phật tánh, chúng ta không còn đường nào trở lại làm con người nữa, cũng không còn đường nào chúng ta thành Phật thành tiên nữa. Nó quý bao vậy lắm. Thôi giờ tranh thủ tới câu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô bác đại diện trong thân tộc, kính thưa anh Bảy, cũng như quý anh chị đại diện trong gia đình, cũng là chủ sự trong ngày chánh lễ ghi niệm cúng cơm cho hiền mẫu của anh hôm nay. Kính thưa tất cả quý cô bác và anh chị em hiện diện kính mến, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay vào ngày 17 tháng 11 năm Quý Mão là ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm cho người thân trong nhà. Giờ đây được quý cô bác và anh chị em trong tình thân tộc láng giềng cũng như đồng đạo trở về đây để tham dự trong ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm hôm nay, chúng ta giúp cho gia đình làm tròn bổn phận người con đó đến cha mẹ đã quá giảng trong ngày chánh lễ kỷ niệm cúng cơm hôm nay. Và trong giờ này chưa đến giờ dâng gia phẩm cúng cơm, gia đình có ý kiến để chúng ta trao đổi và nhắc lại những cái lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy để chúng ta đem ra bàn bạc để tìm hiểu, đồng tu, đồng tiến cho đến ngày thành công viên mãn. Kính thưa toàn thể quý cô bác và anh chị em, Đức Thầy chúng ta rất là khổ cực, ra đời dạy đạo 7 năm, 10 tháng, 7 ngày. Biết bao nhiêu sự gian chân, biết bao nhiêu sự khổ khó. Quý vị coi, một vị Phật ra đời mà có một vị vua nào đó ủng hộ thì vị Phật đó sẽ thành công trong bước đường truyền đạo rất là nhanh. Đức Thầy chúng ta ra đời gặp vào thời kỳ pháp thuộc, không biết bao nhiêu sự cực khổ, 5 năm trường xa cách, cái chánh sách áp bức tôn giáo gắt gao của người Pháp làm cho tôi không được gần gũi các người hầu giải bài tường tận tôn chỉ hành đạo của tôi. 5 năm trường như vậy, Đức Thầy rời tổ đình, không được gần gũi tín đồ, không được gần gũi cha mẹ, đức ông, đức bà. Đó, vì biết 5 năm trường như vậy đó, không được về tổ đình. Đến năm 45, Đức Thầy mới có cơ hội, mới đi phiến nông 107 chỗ, ngài mới về tổ đình, mới được thăm đức ông, đức bà. Vì thì cái sự gian chân và cái sự hành đạo của Đức Thầy đó, gì rất là khổ cực. Dầu gian lao giả sắc chẳng trần, miễn sanh chúng thông đường giải thoát. Và Đức Thầy còn nói, đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dựng đạo đời, đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Và Đức Thầy còn nói là dầu gian lao đó giả sắc chẳng trần. Chẳng trần có nghĩa là không có màng mẻ lòng, ý nói là không thay lòng đổi dạ, dù có hoàn cảnh khó bao nhiêu thì cái sự truyền đạo của Đức Thầy đó sẽ vượt qua hết tất cả, không có cái gì mà làm trở ngại sự truyền đạo của Đức Thầy. Thì hôm nay chúng ta người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta làm gì đây? Đức Thầy chúng ta xa vắng ở nhà, chúng ta phải cố gắng lo tu, lo trao sửa thân mình và lo truyền bá Phật pháp. Hôm nay trong gia đình sẵn nhân dịp ngày đám giỗ để chúng ta tổ chức để nhắc lại lời dằn tiếng ngọc của Đức Thầy. Đây là cái việc làm quý báu của gia đình đó quý vị, không làm sao nó hết được. Còn cái ngày đám giỗ mà chúng ta không đem giống đến Đức Thầy ra để truyền bá, nó rất là ổn quý vị ơi, rất là ổn và thiếu đi cái gì đó. Cho nên hôm nay đó trong gia đình có ý kiến sáng kiến này rất là hay. Cho nên thôi giờ trong giờ này thì tôi cũng là một vị thứ hai để chúng ta truyền và nhắc lại cái lời dằn tiếng ngọc của Đức Thầy. Thì thôi giờ đó, bữa nay đó thì cái lời nói đầu đó tôi xin tạm dừng để chúng ta mượn trong 4 câu giảng của Đức Thầy, rồi trình bày trong 4 câu giảng này đi theo cái khuôn khổ nhắc lại lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy. Còn phần sau đó là để cho anh Tư Phương nghi vấn, Tư Phương thì nghi vấn thì nó hay hơn. Thì thôi giờ tôi mượn 4 câu giảng của Đức Thầy để chúng ta làm cái mục tiêu có 40 phút không quý vị, để nói vòng vo hồi nó hết thời gian không quý vị. Thì thôi giờ đó tôi mượn 4 câu giảng này để trình bày
bốn câu giảng như thế này: hồn thơ tiên thánh sánh đạo màu, chẳng thấy việc đời mãn góp thâu. Tóm tắt ít lời âu diệt chủng, thế sự mê hồn lị sông mâu. Thì thôi giờ quý vị mình cũng lắng nghe không quý vị? Chỗ nào mà nó còn thiếu sót, nó chưa có sáng nghĩa đó, thì quý cô bác mình cũng tiếp tôi, để chúng ta làm sáng tỏ cái giáo lý của Đức Thầy. Thì bốn câu giảng này nằm ở trong cái bài Để Chân Đất Bắc. Cái bài này Đức Thầy viết tại làng Hòa Hảo, lối tháng 2 năm Canh Thìn năm 1940. Cái bài này đó là dài tới 314 câu, dài hơn cái bài Thiên Lý Ca quý vị. Bài Thiên Lý Ca là 312 câu, bài này dài là 314 câu. Thì thôi giờ tôi rút 4 câu, thì cái bài này Đức Thầy nói nho rất là nhiều. Vô đầu đó, cái đoạn đầu trong 4 bài thơ đó là: Nam Thiền Vô Ngại Đại Hoành Sơn, Nhiên Thước Hành Di Kỷ Khách Quần, Tân Tạo Quyền Sanh Hồ Châu Ngọc, Hữu Nhật Tiên Thần Hiệp Liện Đơn. Đức Thầy muốn nhắc đến cái câu chuyện của chặng trình, và Đức Thầy đi ra ngoài miền Bắc là phải thể hiện cũng như chặng trình tái sanh trở lại. Thì cái bài này đó là 4 bài thơ đã làm xong, văn nho bàn bạc nhiều ông lắc đầu. Lắc đầu ở đây không phải là không biết, mà chữ lắc đầu ấy nói là cái sự thâm sâu quyền diệu văn thơ nó hay ho của Đức Thầy như thế nào đó. Cho nên họ là họ khen Đức Thầy là siêu việt, vượt hơn tất cả các người phàm, cho nên gọi là lắc đầu. Chứ không phải lắc đầu là không biết đâu quý vị, là lắc đầu đây là nói là quá hay quá siêu. Thôi giờ đó 4 câu thơ này đó Đức Thầy đã sáng tác đó quý vị biết, thì tôi sẽ đem cái trí hiểu biết của mình để chúng ta bàn bạc trong 4 câu giảng này. Hồn thơ tiên thánh sánh đạo màu, đó là câu đầu. Thôi giờ bắt đầu tranh thủ thời gian. Hồn thơ, hồn thơ là gì quý vị? Hồn thơ là Đức Thầy đem hết cái tâm cảm của Ngài để mà Ngài sáng tác kinh giảng, như vậy gọi là hồn thơ. Nhưng mà hồn thơ này đó là còn nói là cái bài thơ mạnh mẽ, mà nhất là cái bài Để Chân Đất Bắc này đây. Hay hoặc là nói là tất cả trong cái sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy cũng gọi là hồn thơ quý vị. Hồn thơ là những cái Phật Pháp, cái giáo lý tình thương của Đức Thầy đó là mạnh mẽ. Ngài đã nói lên những cái Phật Pháp đó rất là mạnh mẽ, đem hết cái tâm cảm của Ngài, đem hết một cái vị Phật để mà nói lên, để dạy đạo chúng, cứu độ chúng sinh, như vậy gọi là hồn thơ. Vậy thì trong sấm giảng của Đức Thầy gọi là hồn thơ quý vị. Mà tiên thánh, tiên thánh là nằm ở trong 4 cấp bậc là Phật, Thần, Thánh, Tiên. Nhưng mà chỗ này hồn thơ tiên thánh là ý nói là cái lời lẽ này của Phật, chứ không phải lời lẽ của người thường đâu. Người thường đó là văn phàm, văn cũng như thi sĩ Việt Châu đó gọi là văn phàm. Còn các nhà thơ ta làm thơ đó gọi là văn phàm tục, văn để mà thơ để nói cho nó những cái này cái kia nọ trên thế gian thôi, chứ chưa phải là hồn thơ. Mà hôm nay giáo lý Đức Thầy gọi là hồn thơ tiên thánh. Vậy thì lời này là của Phật chứ không phải thường đâu. Bây giờ sánh đạo màu, chữ sánh là gì quý vị? Chữ sánh là đem so cọ, như vậy gọi là sánh. Vậy thì lời lẽ của Đức Thầy đó là để so sánh với lời lẽ của các vị Phật tiên ngày xưa. Cũng như thí dụ về đạo màu, đạo màu là cái đạo giải thoát, đạo màu là cái đạo siêu việt của Đức Phật Tổ ngày xưa là Phật Thích Ca. Ngài đó lập ra cái đạo tôn giáo đó là Phật, Phật giáo ở tại Ấn Độ. Là Ngài đó làm giáo chủ của Phật giáo, thiết ra 49 năm hoằng khai chánh pháp, độ chúng sanh vô số, để lại cho đời bây giờ cả trên 2500 năm mà người ta còn phải phục Ngài vì giáo lý đó trơn chất. Giáo lý đó là nó không ai bẻ gãy được. Cái giáo lý đó đưa chúng sanh đi đến chỗ giải thoát, nhập niết bàn, giáng sinh cực lạc. Vậy thì chỗ này đó là gọi là đạo màu. Đạo màu là cái đạo giải thoát của Đức Phật Thích Ca ngày xưa. Hôm nay Đức Thầy nói là hồn thơ tiên thánh sánh đạo màu. Vậy thì lời lẽ của Đức Thầy nó so sánh với Đức Phật ngày xưa, lời lẽ của Phật ngày xưa nó ngang hàng với nhau đâu quý vị à? Ngang hàng với nhau. Vì Đức Thầy chúng ta là rút trong các lực các kinh, phải không quý vị? Rút trong các lực các kinh là đem cái giáo lý của nhà Phật rút ra, chỗ nào chúng ta tu được thì Đức Thầy đem dạy cho mình, còn chỗ nào mà mình tu không nổi Đức Thầy không đem dạy cho mình. Cho nên chính đó mà Đức Thầy biết được cái tâm cảm của mình trước khi lâm phàm. Ngài phải đủ xét đủ căn cơ chúng sanh như thế nào, Ngài mới đem cái đó để dạy cho mình. Vậy thì
thầy đem cái dễ, thầy đem cái mình hành đạo được để mà giải. Như vậy mà tới năm nay đã 80 mấy năm rồi mà chúng ta chưa đi sâu vào chân lý của Đức Thầy, phải không? Chưa hiểu tận tường được giáo lý của Đức Thầy, cho nên chúng ta mới đem ra bàn, chúng ta đem ra giải bài, trình bày. Như vậy đó, chúng ta tìm hiểu hoài quý vị. Nhưng mà có số đồng đạo ta nói năm nay 80 mấy năm mà mấy ông cứ bàn hoài, mấy ông cứ nói hoài. Vậy mà nói hoài, bàn hoài mà chúng ta cũng chưa tu được bao nhiêu. Nhưng mà phải bàn mới được, vì lời lẽ của Phật mà quý vị. Không lẽ vậy Đức Thầy vắng mặt rồi chúng ta ở đây, chúng ta làm cái gì quý vị? Chúng ta có cái bổn phận, có trách nhiệm. Hôm nay chủ nhà có cái bổn phận đó là chịu tốn kém mời quý cô bác mình trở về đây đãi đàn, rất là tốn kém chứ đâu phải chơi đâu. Sẵn nhân dịp hôm nay đó là chủ nhà cũng vì tinh thần đạo mà hôm nay có cái hội trường như thế này đây. Quý cô bác mình về đây ngồi ủng hộ Phật pháp, phải không? Ngồi đây ủng hộ Phật pháp 1-2 tiếng đồng hồ yên lặng để nghe Phật pháp, và cái công đức của vị mình nó lớn dữ lắm chứ không phải chơi đâu. Còn tôi đó với tất cả anh em lên đây cũng đem cái tâm hết lòng của mình để nói vì đạo, vì thầy, vì tất cả quý cô bác anh em mình muốn làm sao để đem giáo lý của thầy để mà chúng ta truyền bá. Như vậy là hồn thơ tiên thánh sánh đạo màu, lời lẽ của Đức Thầy nó sâu sắc dữ lắm, nó hay ho, nó vô cùng. Mà chúng ta không đem bàn, chúng ta không đem truyền, nó uổng dữ lắm quý vị ơi, uổng dữ lắm. Đức Thầy nói chớ chia rẽ hãy đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, chư tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thôi giờ tóm gọn cái câu này, tôi đã tới qua cái kiên đề câu thứ hai. Câu thứ hai Đức Thầy nói chẳng thấy việc đời mãn góp thâu. Cái câu này Thầy nói cái gì đây quý vị? Thôi giờ tôi mổ xẻ câu quý vị mình tiếp tôi ha. Chẳng thấy việc đời, chẳng thấy là không thấy, chẳng thấy là chúng ta không nhìn nhận được, như vậy gọi là chẳng thấy. Mà việc đời, việc đời là việc trong thế gian này đây mà chúng ta chẳng thấy. Mà việc đời gì mà chúng ta không thấy quý vị? Tôi đưa lên dài một thứ quý vị mình coi cái mình chiêm nghiệm coi cái việc này mình có thấy chưa. Một là cái việc hạ quân cùng cuối này, đến ngày tận quân của buổi hạ quân cùng cuối này chúng ta có thấy chưa quý vị? Nó lộ bài hết rồi, phải không quý vị? Vậy thì đây là hạ quân cùng cuối. Đức Phật, Đức Minh Vương sinh lại với Đức Phật, Đức Phật sinh lại với Ngọc Hoàng, sai thầy chúng ta dâng năm sắc lệnh xuống đây để giải đạo trong thời kỳ cuối cùng này. Như vậy là đây là cái thời kỳ cuối của buổi hạ quân rồi quý vị à. Thượng quân, trung quân, hạ quân. Mà thượng quân có thượng quân thượng, thượng quân trung, thượng quân hạ. Trung quân nó có trung quân thượng, trung quân trung, trung quân hạ. Hạ quân có hạ quân thượng, hạ quân trung, hạ quân hạ. Hôm nay chúng ta đã hạ quân hạ rồi thì ở đây là xin lại đặng chúng ta tu, chứ không phải xin lại cho chúng ta chơi quý vị à. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhất là việc đời nó mỏng lắm rồi, cờ đà đến nước bất an, chẳng lo tu niệm tham gian làm gì. Thôi giờ có mục này cho qua gọn gọn thôi, tại vì mình có 40 phút à. Bây giờ tới cái mục thứ hai mà chẳng thấy việc đời. Mục thứ hai là mục gì quý vị? Chúng ta ở đây là sanh tử luân hồi. Sanh tử là gì? Sanh là sanh lên, chữ tử là chết. Có mặt trên thế gian này rồi chết, không có ai mà tồn tại hết trơn trời. Phải nói chính vì thế đó mà có mặt trên thế gian này là dán chữ tử trên đầu mình rồi. Sanh đây để chờ chết thôi, không có gì khác. Vì chúng ta sống đây để mà chờ chết. Còn luân hồi đó là chúng ta mắc trong cái dòng luân hồi này không thoát ra được. Có phước lên làm trời, kém phước đó làm thần A-tu-la, rồi làm con người, làm ngạ quỷ, làm súc sanh, làm địa ngục. Vậy thì trong cái dòng luân hồi này chúng ta cứ mòn gót hết trơn hết trời. Vậy thì mục thứ hai này đó là cái sanh tử luân hồi, chúng ta thấy rõ ràng chưa quý vị? Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Chỉ có về cực lạc mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn ở đây là chúng ta còn mắc. Nói chung lại là tất cả chúng sinh và đồng đạo mình đây cũng đều còn ở trong sanh tử luân hồi này, chưa ra khỏi được. Nhưng mà chúng ta còn ở trong luân hồi này, chúng ta đừng có tự, đừng có tự tại, phải không? Phải khiếp lịch liễn lại đặng mà chúng ta phải chắc bốt từ cái chuyện tu hành của mình cho nó khích khao một chút, để chúng ta bòn mót cái công đức, để khi chúng ta chết, để chúng ta có cái công hạnh để chúng ta giảng sinh về cực lạc. Đó là cái điều kiện quan trọng. Thôi bây giờ đó, mình nói gọn gọn thôi. Cái mục thứ hai
là chẳng thấy việc đời. Bây giờ cái mục thứ hai là cái việc sanh tử luân hồi trước mắt chúng ta đây. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắc trong dòng sanh tử luân hồi không ai thoát ra được. Bây giờ tới cái mục thứ ba. Cái mục thứ ba đó là chúng ta đó chẳng thấy việc đời. Vậy thì ở đây đó là mục thứ ba này đó là cái gì? Là nhân quả khổ đau. Nhân quả. Nhân quả là gì quý vị? Nhân là nguyên nhân, mà quả là kết quả. Do chỗ tạo nhân như thế nào thì sự thọ quả sẽ như thế nấy. Ví như gieo hạt giống gì thì chỗ ra bông trái nấy không khác. Hàng ngày chúng ta tạo nhân lành hay là tạo nhân ác quý vị? Nhờ tu chúng ta mới tạo được cái nhân lành. Vậy thì nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà toàn thiện. Nhân toàn ác thì quả cũng phải do đó mà toàn ác. Nói chung lại là gieo nhân lành thì hưởng cái quả an vui, mà gieo cái nhân ác thì cái quả khổ đau ngày sau. Cho nên chúng ta hiểu được rõ cái nhân quả chúng ta mới tu được. Phải không quý vị? Vậy thì nhân là nguyên nhân mà quả là kết quả. Đức Thầy dạy: lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Đó. Vậy thì ở đây là chúng ta thấy được cái nhân quả rõ ràng như vậy, cho nên chúng ta tu. Tu chúng ta trao sửa, bỏ những điều quấy đổi để mà làm tất cả các việc lành. Như vậy gọi là cái việc thứ ba là cái việc nhân quả. Thứ nhất là cõi đời hảo quan cùng. Thứ hai là sanh tử luân hồi khổ đau. Thứ ba là cái nhân quả này chúng ta biết nó nghiêm minh vậy lắm. Bây giờ tới cái mục thứ tư. Mục thứ tư là gì quý vị? Mục thứ tư là cái mục nghiệp báo. Chúng ta sanh ở đây, có mặt trên cõi đời này là chúng ta vì cái nghiệp. Cái nghiệp trong tiền kiếp trước nó dẫn mình lên đây. Cho nên cái đó mà chúng ta ở đây là do đến cái nghiệp. Phải không? Cái nghiệp mà vợ chồng con cái trong gia đình thuận thảo, chúng ta sanh lên đây chúng ta biết tu là do nơi cái nghiệp trước chúng ta có tạo cái nhân tốt, có tạo cái nhân lành. Còn nếu mà nghiệp kiếp trước mà chúng ta tạo cái nhân quấy lỗi đó, tạo một cái nghiệp chướng nào đó, thì hôm nay chúng ta sanh lên đây gặp những cái hoàn cảnh nó trái nghịch. Chồng tu mà vợ không tu, vợ tu mà chồng không tu, vợ chồng tu mà con nó quậy, nó phá tài sản, nó chích xì ke ma tí, nó làm ngược lại, nó bẻ gãy đi cái gia đình hạnh phúc. Cho nên chỗ này gọi là kiếp trước chúng ta có gieo cái nhân quấy lỗi. Vậy thì ở đây đó là chúng ta vì cái nghiệp báo. Hay hoặc là chúng ta ở đây mà chúng ta bệnh hoạn, chúng ta bị tai nạn, chúng ta thiếu nợ, thiếu nần, chúng ta nghèo khổ, cũng đều do nên cái nhân kiếp trước chúng ta tạo. Đó, vậy thì ở đây là phải căn cứ theo nhân quả. Nhân quả ba đời: nhân quả quá khứ, nhân quả hiện tại và nhân quả tương lai sau này. Vậy thì sau này cái gì chúng ta biết? Dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục chi lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Rằng ai muốn biết nhân xưa, hãy xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, hãy xem hoàn cảnh ta đây đang làm. Vậy thì cái gì cũng do nên nhân quả quý vị. Bây giờ tiếp tiếp nữa. Ở đây là mình sơ qua thôi, chứ nổi một mục như vậy đó trình bày nó rất là lâu. Mình sơ qua để chúng ta thấy được việc đời nó như thế nào. Vậy thì cái mục thứ tư đó là cái mục là nghiệp báo. Cuối cùng lại đó, cái thứ năm đó là cái khổ não của thế gian này. Ở đây chúng ta khổ lắm quý vị ơi. Đức Thầy nói: thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ não. Khổ não là gì? Khổ não là nó xảy ra tất cả các việc sanh rồi già, rồi bệnh, rồi chết, mưu cầu bất đắc, ái biệt ly, quan tấn hội, u sầu lo ngại. Đây là 8 cái nỗi khổ mà Đức Thầy đã gom trong cái giáo lý của Ngài. Nhưng mà nó nảy sanh ra tới muôn ngàn sự nỗi khổ não khác, chịu không có xiết được. Cho nên chính đó mà Đức Thầy tóm lại còn có 8 điều khổ mà thôi. Giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say. Chẳng tu thân đặng dựa Phật đài, cho thông thả hưởng mùa sen báo. Vậy thì giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Sống ở đây là sống khổ não vậy à. Hảo ơn lòng dạ đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Ráng nghe lời dạy của Thầy, để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra. Hay hoặc là Đức Thầy nói là khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau đó dòm thấy bay hồn. Phải không? Vậy thì ở đây là cái cảnh khổ. Nhưng mà cái cảnh khổ vậy biết, thôi giờ nhắc lại đó là chẳng thấy việc đời.
chẳng thấy việc đời là trong thế gian này, trong cái cõi đời chúng ta đang ở đây, nó nhiều việc xảy ra mà chúng ta không có thấy. Cũng như nào là hảo quân sắp sửa cùng cuối rồi, xúc cái lưu này để mà xách lại cái lưu khác. Nước trong lóng lại một bồn, còn đồ cặn cáo bất tồn đổ đi. Chứ này ai mà cặn cáo là đổ à, nghe quý vị. Phải không? Tu mà dở dở, tu luân khương, tu phạm giới đó cũng là, chứ này là tẩy bỏ luôn chứ không còn nữa. Phải không? Tu niệm chớ sờn, uổng lắm dân ơi. Chứ này uổng lắm quý vị ơi. Vì thế gian này nó cùng cuối rồi. Rồi đến cái thân vô thường này đó là vô thường giả tạm, không có gì là thật sự của mình. Rồi chúng ta bị sanh tử luân hồi, chúng ta bị nghiệp báo, chúng ta bị khổ não trong thế gian này, nó bao vây mình như vậy đó mà chẳng thấy việc đời, không suy nghiệm ra được mấy cái này. Thôi bây giờ tiếp nữa, lại góp thâu, mãn góp thâu chứ, mãn góp thâu. Tại nãy giờ mình không thấy mấy cái này nữa, mấy cái này toàn là những cái việc xung quanh mình, nó ở xung quanh mình đây, nó ở trong đời đây, nó hành hạ mình đây, nhưng mà chúng ta không nghiên cứu được mấy cái này. Nhưng mà mãn góp thâu, chữ mãn là gì? Chữ mãn có nghĩa là mãi, là hoài, là luôn luôn như vậy đó, không ngừng được. Mà góp thâu, chữ góp là gom lại, mà chữ thâu là dồn vô trong mình. Vì thì góp thâu, cái gì cũng đem vô, của mình cũng đem vô, của người ta cũng đem vô, như vậy là dồn về cho mình ấy. Nó là tham, quá tham quá gì, ở trên thế gian này quá tham. Phải không? Việc đời thế gian này nó quá khổ như vậy đó, nó bao vây mình như vậy mà cứ mãi cái lo kiếm tiền, lo giàu, lo nghèo, lo hơn, lo thua, lo tự đắc trên thế gian này. Cho nên gọi là mạng góp thâu. Góp thâu ấy nói là lo kiếm tiền, kiếm bạc hoài, lo danh, lo lợi, lo ăn, lo ngủ ở trên thế gian này, lo tình trên thế gian này, cứ bao nhiêu mà cứ thu vô hoài, không buông ra được. Mà Đức Thầy nói là sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, dầu xấu tốt cũng là dồn rồi chứa, dồn vô rồi chứa vô. Phải không? Mà ở đây nó khổ gần chết luôn, ở đây vô thường giáo tạm, ở đây là nghiệp báo mà chúng ta không biết. Ngày mai này kết thúc cái gõ kiển cái bàn cái chừng đó chúng ta hối hận không kịp. Nhưng mà ngặt cái chúng ta cứ chạy để kiếm mãn góp thầu. Có cái ông này kể chuyện gọn gọn nghe vậy. Nghe nói đó, ngày xưa đó, thời kỳ đó là chưa có con người đông. Cái ông này đó, ông ấy có một vị thần linh lắm. Ông ấy dạ thưa thần, tôi bây giờ tôi làm sao tôi có một số đất rất là, muốn làm sao cho có một số đất rất là nhiều, đặng sau này tôi sanh con đẻ cháu, đặng mà cho con cháu tôi nó ở đất cho nó rộng một chút. Thần nói bây giờ thôi, ông cầu nguyện đó như vậy đó, tôi cho ông cái tâm thành của ông bây giờ tôi cho 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều ông chạy tới đâu đó, ông cắm ganh tới đó đi, tôi cho đất ông ở đó. Quý vị coi, bắt đầu 5 giờ sáng bắt đầu ông chạy, ông nói ngay ông xách cơm theo, xách nước theo, ông chạy cho mày 5 giờ sáng canh tới 5 giờ chiều. Ông chạy một hồi cái đói quá, ông dám dừng lại ăn cơm. Ông nói nếu ăn cơm dừng lại cái nó mất đất mà biết bao nhiêu trong đó. Rồi bây giờ đó khát nước quá, ông tính dừng lại uống nước. Ông nói nếu dừng lại uống nước thì nó mất đi một khúc, không được, nghỉ ăn cơm, nghỉ uống nước. Ông chạy hoài quý vị coi, chạy từ 5 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Tới cuối cùng quý vị, ông ráng ráng đói cũng không dám ăn mà khát cũng không dám uống. Tới 5 giờ chiều mà sắp sửa đó, người ta gõ kiển là hết giờ, thì chỉ còn có cái beng cái bắt đầu cái ông, quý vị coi, đã té xuống rồi, ông chịu, ông té xuống rồi mà ông còn lấy tay ông giấu thêm cái, lấy thêm 2 thước nữa quý vị. Té xuống rồi đó, xỉu rồi đó mà còn giấu tay thêm, lấy thêm 2 thước đất nữa. Mà 2 thước đó để làm gì quý vị? 2 thước đó để chôn thân này chứ không có chơi chọi. Thì lúc đó ông tắt thở luôn quý vị coi. Phải không? Vậy thì chết rồi đó, mà gần chết rồi ngã xuống cái mà còn giấu tay lấy thêm 2 thước nữa, đặng mà trong cái thân này thôi chứ không có gì khác. Thì cuối cùng cuộc đời của con người đó là giả tạm vô thường, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền cổ đem rài hầu non, chỉ có tội phước hãy còn, đến nơi thẩm phán cửa sông Diêm Đài. Phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thẩm thê. Nhưng mà mình cái ở đây đã khổ hoài, cho nên đó, thì quý vị coi, ở thế gian này Đức Thầy viết tả một đoạn đó, một đoạn nó như thế này. Đức Thầy than nha, mà Đức Thầy trách cái ông tạo quá trời già. Tại sao ông tạo ra con người ở đây, ông không tạo cho nó hạnh phúc luôn đi, mà ông làm chi mà con người khổ sở trên thế gian này. Quý vị coi, Đức Thầy viết trong cái bài mà tự tháng đó, Đức Thầy nói thế này nè: trời già tay khéo, khéo luôn. Trời già là cái máy tạo quá đó,
ông khéo ông tạo dựng con người, ông gây dựng cuộc thế gian này, tại sao ông không khéo luôn đi mà ông gây chi mà sắp chi chua ngọt, pha buồn lẫn vui? Tại sao ông khéo ông tạo dựng con người đây, ông tạo dựng cổ thế gian này, ông không làm cho nó khéo luôn đi, ông giúp cho con người vui vẻ hạnh phúc đi, mà tại sao ông sắp chi chua ngọt, pha buồn lẫn vui? Quý vị coi, phải không? Ở đây mình chua ngọt. Chua ngọt là gì? Chua là người ta có ganh ghét mình, người ta chửi mắng mình, người ta nói xấu mình, như vậy gọi là chua. Mà ngọt là người ta khen tặng mình, người ta thích mình, người ta mến mình, như vậy gọi là chua ngọt. Là trên thế gian này đủ cái cảnh nghịch, trên trời thận nghịch, vậy gọi là chua ngọt. Rồi pha buồn lẫn vui, phải không? Chữ vui là gặp cái cảnh thận tiền bạc mần ăn, rồi sau đó con cháu mình nó thận thảo, sau đó thì vui vui. Nhưng mà gặp cái khổ đau đầu cái mình buồn, cho nên gọi là pha buồn lẫn vui. Bắt đầu Đức Thầy thì diễn tả tiếp: năm canh luống những sụt sùi, cảm trong nhân chủng lắm người dở dang, sầu chung ta cất tiếng than, phù sinh kiếp có đoạn chàng thì thôi. Ở đây là phù sinh quý vị à, cái giấc mộng cái phù sinh vậy đó, nằm giấc trong bao và tự nhiên nó hết à. Thôi giờ tranh thủ thời gian tới câu thứ ba, thấy không? Vậy thì chẳng thấy việc đời mãn gấp thâu, không hiểu được thế gian này nó là khổ sở như thế nào, vô thường thế nào, mà chúng ta cứ bo bo, cứ tìm ba cái giả tạm không à. Đức Thầy nói sao nè: cảnh cõi hồng trần các việc mến ưa, sự giả tạm ta nên dứt bỏ, phải không? Giả tạm thế gian này. Còn bao nhiêu phút nữa không sư ngôn? Dạ, bây giờ tới câu thứ ba: tóm tắt ít lời Âu Việt chủng. Tóm tắt ít lời, nói dài lời Phật Pháp thôi. Mà quý vị thấy phải tóm tắt không quý vị? Phật Pháp, nhà Phật đó, Tam Tạng Giáo Điển đó là chất dương tới bảy thước, mà không biết bao nhiêu cái lời lẽ văn tự là Tam Tạng Giáo Điển của nhà Phật là kinh lực lửng. Mà hôm nay Đức Thầy rút lại còn có gọn câu cuốn sấm giảng à, có ba phân thôi quý vị ơi, mà trong đây nó đủ hết trơn tất cả, không còn thiếu sót gì hết. Dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn, phải không? Chốn sơn lãnh bây giờ mù mịt, cho nên dân dạ chẳng nghe lời, kể từ nay nói chuyện chiều mai, chớ chẳng nói dông dài khó hiểu. Không có nói dông dài, phải không? Kể kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật đền rành chẳng sai. Thúc này lúc này thế giới bi ai, chẳng nói dông dài dấn dài. Phật nọ tức tâm, Phật nọ tức tâm là tâm tức Phật. Chỉ ngay cái tâm mình á, mình có Phật, vì các chúng sanh đều có như ta. Chỉ ngay cái cốt lõi để cho mình tu thôi. Vậy thì giáo lý Đức Thầy là cái giáo lý ngắn gọn để chỉ cho mình tu, vậy gọi là tóm tắt ít lời. Tóm tắt ít lời là nói Phật Pháp nó cho mình tu trong cái cuốn sấm giảng giáo lý của Đức Thầy đó quý vị. Thôi giờ nói cho mau nữa nghe, gì thầy sắp hết giờ. Âu Việt Dũng, chữ Âu là gì? Chữ Âu là lo, là sợ quý vị ơi. Chữ Âu là lo sợ. Nhưng mà Việt Dũng, chữ Việt này là Việt dê đê nghe quý vị, không phải chữ Việt dê quê nghe. Việt dê quê là Việt Nam này cái nọ, mà Việt này là Việt dê đê. Chữ Việt này là dứt trừ, là hết không còn nữa, như vậy gọi là Việt. Mà chủng, chữ chủng là cái hạt giống. Vậy thì ở đây đó, Việt chủng, một là cái hạt giống, mình bàn hai cái nghĩa chữ chủng này, hai cái nghĩa. Một là mình đây là cái giống rồng tiên, cái giống rồng tiên là cái giống tốt đẹp, xưa nay từ xưa đến nay hai trăm mấy chục nước trên thế giới này chưa có ai mà dám xưng là con rồng cháu tiên, mà Việt Nam mình xưng là con rồng cháu tiên. Giống hồng lạc kim chi ngọc diệp là cành vàng lá ngọc đây quý vị à. Nhưng mà nay đổi dời nhiều sự thấp hèn, coi chừng Đức Thầy nói là Âu Việt chủng, nếu chúng ta không tu chuyến này con rồng cháu tiên mất hết giống nồi, không còn nữa quý vị à. Chúng ta chơi đâu à, đến ngày đó quý vị thôi, khổ dữ lắm. Thầy nói sao nè: đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia, phiên trong lê thứ trẻ già tu hành hiền đức Phật mà cố cho. Hay hoặc là lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mất phàm gặp gồng mây, hãy ráng nghe lời ta mách trước, không nhìn đạo đức phải phơi thay. Đó, vậy thì cái cảnh khổ của mình đây ta sắp sửa đó, nếu chúng ta không tu là mất hết giống nồi. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Bây giờ cái nghĩa thứ hai là việc chủng. Chứ chủng nó đi, chủng nó là hột giống, phải không? Giống Phật chúng ta có sẵn, tâm chúng ta có Phật, có hột giống Phật ở trong chủng á. Nếu ai biết gieo trồng, nếu ai biết xạ, nếu ai biết tưới tăng, biết lo tu tập, biết lo trao sữa, thì ông Phật chúng ta sẽ nảy mầm,
rồi ông Phật chúng ta sẽ được thành công đắc đạo giải thoát. Và chúng ta có Phật mà chúng ta không hay, nếu chúng ta không tu thì coi chừng mất chống Phật của chúng ta. Mà mất chống Phật chúng ta đời đời kiếp kiếp chúng ta không thể nào trở lại con người nữa, tiêu tùng luôn. Phải không quý vị? Đức Thầy nói chẳng sớm về nhà lo sám hối, cầu trên Phật tổ giải mê căn, ác là hồn trẻ còn chi nữa, địa ngục chầm lưng cách thượng tầng. Vậy thì địa ngục chầm lưng đó là bị đỏ, mà bị đỏ rồi cách thượng tầng chứ cách là xa, mà chứ thượng là từng trên, chứ tầng là từng. Vậy thì chúng ta không tu đọa đời đời kiếp kiếp làm bùn làm đất làm cây đá chơi chọi giữa trời dạng kiếp thu. Vậy kính thưa toàn thể quý vị, vậy thì tóm tắt ít lời là thầy giải ngắn gọn thôi. Trong giáo lý của ngài, Âu Việt Chủng có hai phương tiện, một là coi chừng giống nồi, chúng ta nếu không tu là mất hết cái giống hồng lạc, hay chúng ta không tu mất hết cái giống Phật tánh của mình. Mà mất hết cái giống Phật tánh chúng ta không còn đường nào trở lại làm con người nữa, cũng không còn đường nào chúng ta thành Phật thành tiên nữa. Nó quý bao vậy lắm. Thôi giờ tranh thủ tới câu tới câu thứ tư, cũng có lố một hai phút quan hỷ dùm nha. Bây giờ tới câu thứ tư, câu thứ tư đó là thế sự mê hồn lị song mâu. Thế sự là mình đây, mình ở trong cõi đời này đây gọi là thế sự. Nhưng mà mê hồn, mê hồn là cái hồn mê, sống trong cõi đời này mà mê hồn quý vị coi, phải không? Mà mê hồn là gì quý vị? Chữ mê hồn là mình đắm nhiễm trong đây nè, cái hồn mình bị tâm tối, cái hồn mình bị đắm nhiễm, bị mê nhiễm trong cõi đời này, nó làm cho cái tâm hồn mình nó điên đảo như vậy gọi là mê hồn. Bây giờ Đức Thầy nói tiếng gọi hồn mê, hồn được giác phải toan sắm sửa rất cần ai. Hôm nay may quá, Đức Thầy ra đời Thầy dạy mình có mình được tỉnh hồn, phải không? Bây giờ quý vị mình tỉnh hết trơn rồi. Ở đây đâu quý vị, mình có tu là có tỉnh hết trơn quý vị. Đức Thầy nói, Thầy nói là một giấc mơ màng, một giấc say, tỉnh hồn mới biết cuộc trần ai. Trần ai rài đã xa phiền lý, rằng bước qua chuông kẹo nửa hoài. Nở thế âu tôn tròn nở thế, đường tu sớm liễu vẹn đường tu. Vậy thì ở đây mình mới tỉnh hồn, mới biết cuộc trần ai. Hôm nay may quá, nhờ Đức Thầy ra đời cái mình mới tỉnh hồn, mới được tu đây. Chứ còn nếu mấy là mê hồn là chiếc này tiêu luôn đó quý vị. Thôi giờ còn mấy chữ nữa, tranh thủ thời gian để chiếm giờ anh Tư không quý vị. Bây giờ lý xong mau. Hôm nay mê hồn là gì? Chứ mê hồn là đắm nhiễm cõi đời này, cái gì cũng mê chứ, cái gì cũng thích hết trơn, danh lợi tình ăn ngủ cái gì cũng thích, tiền bạc giàu có gì cái gì ở đây cũng thích hết trơn trọn, phải không quý vị? Thích thì gọi là mê hồn, mà chúng ta không thích nữa chúng ta gọi là tỉnh hồn. Nhưng mà cái người mê hồn đó là sao? Lị xong mau, còn mấy chữ này nữa tranh thủ thời gian. Chứ lị là gì? Nếu người nào mê hồn mà không tu tạo nghiệp chướng dãy đầy đó gọi là lị. Chứ lị là rơi nước mắt khóc vào cái gì à, chứ này khóc, phải không? Vì chữ lị là rơi nước mắt. Nhưng mà sông mâu, chữ sông này là không có, không phải là con sông, mà chữ sông này là hai. Mà chữ mâu thì chữ mâu là chồng con mắt. Vì thế đây đó là lị sông mâu, là khóc, có thể hai chồng nước mắt rơi xuống khóc khô cạn nước mắt, chứ không phải thường quý vị. Mà khổ gì? Khổ vì cái vô thường giả tạm này chết bỏ hết tất cả, cho nên chúng ta khóc khô nước mắt. Hay nữa cảnh đời này đến cái ngày cuối cùng cuộc đời của con người nó khổ không biết bao nhiêu mà nói. Lớp nào giặc giả chiến tranh, lớp nào hồng tha sống bắt, lớp nào nước dưng lửa cháy, lớp nào bệnh dịch sống thần, nó bảo lục này kia nọ, rồi quỷ ma phá rối, thôi không biết bao nhiêu cái khổ. Chừng đó chúng ta khóc khô nước mắt. Tam châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa, thập bát chư ban động can qua, dương gian mảnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha. Tần bang hậu hẳn tiên diêu động, nam quốc lương dân kiến lên xa, phồn qua đô hội lưu văn quyết, dư đảng dọc ngang cấp ba ha. À, chiến này là chúng ta khổ lắm mới gì ơi. Cho nên Đức Thầy nếu người nào mê hồn thì lị xong mâu là coi chừng chúng ta khóc khô nước mắt. Mà chừng đó Phật không cứu mình nữa. Ai mà ta dạy chẳng gìn thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Thì thôi giờ thời gian đã hết quý cô bác ơi. Còn muốn nói nữa mà ngặt cái hết giờ rồi ha. Chiếm giờ người khác nó kỳ lắm. Nhất là anh Tư là cái giờ sau là cái giờ ăn bạc nha quý vị. Gắng cố gắng ủng hộ chút xíu nữa. Thì hôm nay tôi cũng có cái nhân duyên lành đến đây trong cái lần đầu tiên nhà anh Bảy đây, được quý cô bác mình trong gia đình thương tình cho chúng tôi đến đây để gặp gỡ quý vị mình qua 40 phút đồng hồ.
cũng có cái nhân duyên sâu thẳm. Thì thôi giờ tôi cũng làm cái bổn phận của mình, trình bày trong bốn câu giảng của Đức Thầy. Thôi giờ mình khỏi kết luận nữa vậy. Như vậy là quý cô bác mình biết rồi. Thì vừa qua đó tôi cũng đem hết cái tinh thần để trình bày bốn câu giảng của Đức Thầy. Nếu chỗ nào còn thiếu sót cũng mong quý vị cũng quan hệ cho. Kính chúc toàn thể quý cô bác và anh chị em được vui khỏe và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.